đây là đài văn hóa đọc Tinh Hoa, truyền tin từ VKE Hà Nội, trung tâm văn hóa đọc chấn hưng đạo lý quốc gia. Xin kính chào quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối kết thúc tuần làm việc an lành ấm áp bên gia đình. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục Bản tin giáo dục chuyển hóa số 13 được phát sóng vào thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023. Xin kính mời quý vị cùng đón xem những tin đáng chú ý sau đây. Hành trình thắp sáng tương lai, xây dựng tủ sách tại trại giam công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Câu lạc bộ thủ lĩnh, hành trình văn hóa đọc chuyển giao cao 4 đã trải qua một tuần rèn luyện gian khổ. Hành trình kiến tạo văn hóa đọc K6 với hoạt động xóm văn hóa đọc, chuỗi chương trình talk show của học viên chia sẻ về chặng đường rèn luyện. Khai giảng khóa học nuôi dưỡng bạn nhỏ thích đọc sách. Hành trình 30 ngày bạn cùng con chuyển hóa K15 chính thức khép lại, chuẩn bị cho tuyển sinh K16. Chúng tôi là Thảo My, Hân Minh Tâm, MC Bản tin Văn hóa đọc Tinh Hoa. Một hành trình thắp sáng tương lai, xây dựng tủ sách tại trại giam công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Với 409 đầu sách được trao tặng, số tiền ủng hộ đã nhận được 6.728.900 đồng. Một thư viện với hơn 400 đầu sách được chọn lọc kỹ càng đã hình thành. Từ đó về sau, nơi ở đây sẽ có những cuốn sách được mở ra và những tâm hồn được nở hoa. Cảm ơn các cán bộ trại giam công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cảm ơn các anh chị Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm đã cùng chung tay. Những cánh én nhỏ luôn miệt mài tung cánh để báo hiệu một mùa xuân về. Câu lạc bộ thủ lĩnh, hành trình văn hóa đọc chuyển giao K4 đã trải qua một tuần rèn luyện gian khổ. Tuần vừa qua là tuần hoạt động gắt gao đầy thử thách của câu lạc bộ thủ lĩnh, hành trình văn hóa đọc chuyển giao K4. Các thủ lĩnh phụng sự, thủ lĩnh tập sự đã cùng nhau rèn luyện, xây dựng dự án cũng như viết nên bản đồ cuộc đời mình khi nhận trách nhiệm thủ lĩnh văn hóa đọc. Đây là hành trình được mệnh danh là một trong những hành trình khét nhất trong cộng đồng GNS. Các thủ lĩnh đều đặn rèn luyện cùng nhau vào 4 giờ 30 sáng hàng ngày và các buổi tối trong tuần. Với hệ thống hàng rào thép gai, nhật ký hành quân và cột mốc bài tập hàng ngày. Chúc cho các thủ lĩnh tinh tấn trên con đường đào luyện bản thân, xây dựng dự án văn hóa đọc để cách mạng văn hóa đọc, cách mạng giáo dục chuyển hóa được lan rộng khắp mọi nơi. Trong tuần vừa qua, hành trình kiến tạo văn hóa đọc K6 cũng vô cùng nhộn nhịp với các hoạt động xóm văn hóa đọc, chuỗi chương trình talk show của học viên chia sẻ chặng đường rèn luyện tại hành trình. Đây là chiến dịch kết nối các ban phụng sự xóm và học viên trong các nhà, các xóm trong làng K6 với nhau thành một khối đoàn kết, khơi nguồn cảm hứng về văn hóa đọc. Và trên hết là cùng làm việc nhóm, đúc kết, chia sẻ kiến thức theo tinh thần người đi trước thắp đuốc người đi sau. Cùng là talk show, có văn hóa đọc sẽ có sự tự học, nhưng mỗi xóm lại có cách tổ chức chương trình, nội dung đúc kết, trình bày khác nhau. Tham gia talk show sẽ có mỗi người một thêm một góc nhìn đa chiều về văn hóa đọc, về cuốn sách nghề thầy, tư duy nhân quả, tư nhất pháp, ba gốc rễ, ba báu vật, 9 bước tự học tự rèn. Đây là những nội dung được triển khai trong chặng đầu của hành trình kiến tạo văn hóa đọc K6. Nhiều quả đỏ, nhiều tâm tư được các học viên làng K6 chia sẻ đầy cảm xúc. Chị Lan Hương nhận ra giá trị của hành trình nên đã quyết định nghỉ hết các lớp học khác để trọn vẹn với hành trình. Chú Biên là bộ đội về hưu, vào hành trình cứ nghĩ như bao người khác, chỉ để đọc sách với nhau, nhưng vào rồi mới biết còn được sửa mình. Thầy Nguyễn Ngọc Lâm, người thầy tận tụy với 38 năm cống hiến cho giáo dục, thầy đã ứng dụng K6 vào thực tế trong trường học, xây dựng phòng hiểu và thương, trải nghiệm đọc sách cho học sinh. Xóm văn hóa đọc đã mang lại những nguồn cảm hứng mới, những giá trị mới cho toàn thể học viên, ban phụng sự và ban tổ chức làng K6. Ngày 26 tháng 3 năm 2023, dự án Văn hóa đọc Việt Nam tưng bừng khai giảng khóa học nuôi dưỡng bạn nhỏ thích đọc sách với sự dẫn dắt của cô Trần Thị Mỹ Dung và cô Hoàng Ngọc Anh. Với mục tiêu đưa văn hóa đọc về nhà, giúp cho phụ huynh kiến tạo một môi trường nuôi dưỡng, những hoạt động tương tác thú vị cùng con thông qua việc đọc sách, các học viên đã cùng nhau bước vào một hành trình với thật nhiều trải nghiệm ý nghĩa. Xin kính mời quý vị đón xem thông tin trực tiếp khóa học theo địa chỉ bên dưới để đồng hành cùng con trên hành trình trưởng thành.
Hành trình 30 ngày bạn cùng con chuyển hóa K15 chính thức khép lại, chuẩn bị cho tuyển sinh K16. K15 khép lại, 123 ba mẹ xuất sắc tốt nghiệp trên tổng số 214 đơn đăng ký. Các ba mẹ đều có những bài học ý nghĩa. Ba mẹ chia sẻ đã có phần nào tìm được câu trả lời cho hành trình tìm kiếm phương pháp dạy con, đó là hãy tự giáo dục chính mình, chuyển hóa chính mình để giáo dục con. Đây cũng chính là giáo dục và giá trị cốt lõi, thông điệp mà hành trình muốn gửi gắm tới các ba mẹ. Hãy cùng tham gia hành trình 30 ngày bạn cùng con chuyển hóa K16 để trang bị những kiến thức cho hành trình đồng hành và trưởng thành cùng con mẹ nhé. Những thông tin trên đây đã khép lại chương trình bản tin giáo dục chuyển hóa 24/7 số 13 của kênh Tinh Hoa Văn Hóa Đọc. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong bản tin tuần tiếp theo. Chương trình được phát sóng vào tối thứ 6 hàng tuần trên tất cả các kênh của Văn Hóa Đọc. Mời quý vị truy cập vào trang thông tin chính thức của Trí Tuệ Việt Nam để nhận thông tin chi tiết các hành trình.